này có em gái này tới mua sầu riêng mà phụ tôi luôn à. Chút sáng giờ có một mình là quần quần. Bé Tiền ở dưới coi YouTube thấy cảnh này nha bé Tiền. Mỗi người con kiểu cùi không ai cùi giống ai vậy nha. Hôm nay lâu lâu ghé mới gặp anh Thanh khui nha. Bình thường là hôm nay Bé Tiền về quê rồi, Bé Tiền không có khui nữa. Chứ Thái không chị? Thái bên kệ á, quá trời luôn này. Thầu Thái quá trời. Trời ơi, đại học luôn. Hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn nha. Anh này còn ghé lại vừa sầu riêng của anh Thành này cả nhà. Hiện tại là có Trúc và anh Thành đứng bán rồi. Này có em gái này tới mua sầu riêng mà phụ cô luôn à. Trúc sáng giờ có một mình là quần quần. Bé Tiền ở dưới coi YouTube thấy cảnh này nha Bé Tiền. Dạ đúng rồi cô. Dạ. Cô có coi YouTube không cô? Dạ. Nay cô mua mấy trái cô? Ồ quá trời luôn hả? Cô mua nhiều. Mua nhiều mà có tặng không vậy? Mấy lần mà bị hư không? Có tặng thủ đức cô lên đó. Cô mua một vài cô gửi biếu cô. Ờ đó vậy được, có là tình thương. Vậy mới tình thương mến thương phải không? Cô ghé cô ủng hộ tiếp cô quận mấy qua cô? Trời Thủ Đức luôn hả? Dạ xa ha. Dạ. Này cô này ở Thủ Đức xuống ghé mua ủng hộ chỗ sầu riêng của anh Thanh này nha cả nhà. Này vừa thấy sầu riêng lên không có nhiều nha cả nhà. Không có sầu riêng, còn sầu riêng ít. Còn này một trái. Đi quê rồi sáng là chỉ có mình Trúc ở đây bán thôi. Thành thì giờ này chưa có ra phụ được. Ở trên lầu lo hai đứa nhỏ nữa. Phải hai vợ chồng không đâu nha cái nhà. Còn hai đứa nhỏ nữa. Hai đứa nhỏ thì tháng này đang nghỉ hè, không có đi học ở nhà. Lo cho nó ăn uống, ngủ, nghỉ ngơi. Cô có hay coi YouTube không cô? Dạ. Dạ. Về lá thiêu con, về lá thiêu. Dạ. Cũng có coi hội chợ hả cô? Trời này bán sầu riêng siêu to luôn hả? Con làm dấu như vậy là ngày mai. Còn toàn bộ còn lại ăn hôm nay. Cái này chắc khoảng 5kg không? Đâu dữ hả? Rồi đâu giữ. Đúng không? 4,7 chưa dịu 5kg. Cần luôn hết không? Không hết lấy xuống. Cần để không hết hai trái luôn á cả nhà. 7kg 35 773.000. Nay sầu riêng chưa có lên nữa nha, còn không có nhiều. Này bán phải có hai người, người bán người phụ.
Về coi Úc Phương Vlog nha cô. Dạ. Phương Vlog. Qua đường bán lẻ rồi thấy không? Khi con kiểu cua không ai cua giống ai vậy nha. Hôm nay tình hình sầu riêng hôm nay là giá rất là cao so với mấy năm trước, giá trên 100.000 không. Còn có giá mấy chục ngàn đâu nha cả nhà. Năm trước còn giá 50-60 chứ năm nay là sầu riêng rất là giá rất là cao. Được mùa mà được giá nữa. Cô này mua quá trời luôn. Hồi nãy trái đó là 5kg với 2 trái nhỏ nữa, con mua trước 5 hộp nữa. Đang đóng gói cho thằng cô còn nó 2 trái luôn. Cô mua hết sọt luôn. Cô thầu hết sáng nay luôn. Cô mua hết luôn, cô mua hết một 5 hộp gì luôn nè cả nhà. Nay sầu vẫn giá 110.000 với lại 120.000 ký nha. Vì miền Tây, miền Đông với sầu Thái, món thon Thái là 130.000 ký. Tại vì mà mua sầu riêng giá rẻ đâu không có đâu, vô lần cái khoảng 200.000, 2kg tới 200 mấy. Rồi bà chủ đang tính tiền. Chồng nó lắc là vợ nó là chưa lắc. Ui thấy coi. Tin tưởng ổng lần đi. Tin tưởng lần ổng được là nghỉ chơi đó. Chắc được. Mai mới chín được bởi vì đây anh Thanh sửa chữa xe làm đi lựa trái khác à. Rồi có nên tin thêm lần nữa. Trái nhiều muối nhiều đâu mà cân trái. Đó, tấp ra một phát là ra liền. Trong rồi. Coi. Mềm. Nãy trái này giống mềm hơn lắm. Nãy trái này giống mềm hơn. Cưng chưa? Trời ơi, cưng cơm. Cưng chưa? Cưng cơm. Bây giờ muốn ít quá
là sao cân trái? Cân cơm đó lợi hơn. Anh phải kêu cân cơm rồi. Cân cái nào cũng được. Cân nào được đó. Ăn biết quen rồi, giờ cân cái nào cũng được. Nhưng mà về nhà ngẫm lại cho mấy không được cái rồi đó. Chết em nữa. Cái này con có ra cơm muối đâu mà nó nãy giờ mà cân trái là ông cứ không la làng rồi đó. Thấy chưa? Không tiếng biên luôn. Có vậy rồi nói người ta cân nào cũng được, khổ tâm chưa? Thêm không? Thêm cái này nè. Cái này ngọt hơn. Cái này ôi, đừng mềm lắm, cái này chín rồi. Nhưng mà ôi, không ăn dẻo, không ăn bở. Bở đâu nha? Không bở được. Nãy em thấy cái màu cơm nó đẹp lắm. Nãy thì lấy cái này được rồi. Cái xong này rồi. Cái màu cơm nó đẹp lắm luôn. Nãy nẻ ra thấy màu cơm đẹp không? Nó giống ông nồi như bơ quá. Cái này nấu giống lát rồi. Thử nè. Cái này ông ăn, cái ông nó ngon hơn này nha. Quýnh. Ngon hơn chắc rồi. Chảy không à? Đâu thử đợi nó là nhát không có được. Biết cái rồi. Nó đầu là cái đầu nó hay có trắng trắng đó là nó hơi khô. Thì đẹp hơn là nó ngon hơn. Cái gì mà ta thấy không ổn rồi ta bỏ rồi. Không ổn gì. Có cái đầu đó là không ổn. Cái mấy cái muối lết trên đầu nó không tới không tới 1 ký rồi. Cua hai trái đường nhưng nhau không được cái cơm rồi. Không được đâu, chưa đâu. Cơm thử coi. Chín lạng à. Trời ơi. Chưa được ký. 276.000 à. Chưa được ký. 276.000. Nãy giờ con hai trái đường này là được 4.000 rồi đó. Con Thành anh ra tay. Nhắc dao đầu ngày. Để tiền về quê một tuần mới lên nha cả nhà. Tuần sau tiền mới lên. Giờ là sáng vợ anh Thành bán rồi, tới trưa là Thành xuống này bán tới tối luôn. 276.000. 275. 275. Được 250. Về luôn á. Cảm ơn. Cái lỗ cỏ gà. Vậy mai mốt 295 chị. Rồi, tầm vô khui nha cả nhà. Về quê rồi mấy tiền không có khui nữa. Muối này nó bị sâu rồi, ngoài mua muối khác chị nha. Sâu muối khác. Thái không chị? Thái bên kệ á, quá trời luôn này. Cầu Thái quá trời. Trời ơi, đầy hộp luôn. Không đắng luôn chị. Đó, bên đây Thái nè. Dạ, để lên. Anh chị mua tìm một trái Thái cái nhà Thành qua lựa. Hai chồng bán nè. 247. 247.
anh cùi là anh cùi con dao của anh là nhỏ xíu rồi nha, con dao đi cùi con dao nó quen rồi. Thấy ráo cơm cho muối luôn, đầy hộp luôn.